Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Xổ số miền Bắc Official. Vâng, hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 30 tháng 10 năm 2022. Và lời nói đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 10. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo ở hai vị trí đường cầu. Rồi thì đối với vị trí cầu đầu tiên mình gửi đến đối với vị trí của đường cầu Bạch Thủ Đô. Và từ đường cầu Bạch Thủ Đô thì mình sẽ đưa ra thêm hai cặp xiên 2 để cho mọi người tham khảo vào ngày mai. Ở vị trí đường cầu thứ hai là cầu đề. Và từ cầu đề thì mình sẽ khai triển thành dàn đề. Và từ dàn đề thì mình sẽ nhận định đối với vị trí của đề kết để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ hai của ngày 31 tháng 10 năm 2022. Và tất cả những cái đường cầu và những số mình đưa ra thì hoàn toàn là tham khảo, không có chuẩn 100%. Cân nhắc tất cả mọi người trước khi theo dõi video. Ai trùng máu kết thiếu thể chơi nhẹ nhàng, chả đá bị hơi. Còn ngược lại, không trùng máu, không kết thì có thể theo dõi video, like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì mình xin cảm ơn tất cả anh em rất chỉ nhiều. Và hơn thế nữa thì mọi người có thể bình luận, comment những cái đường cầu, những cái con số mà cá nhân mọi người cảm thấy đẹp hoặc đan thông, link video cho tất cả mọi người cùng tham khảo anh em nhé. Và những con số nào được nhận định cho ngày mai thì ngay bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Và quay trở lại với trang màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Về vị trí giải đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là số 85, đúng ạ, tại vị trí của chạm 8, chạm 5 và tổng 3, ba cáng 085 và cả bộ số đặc biệt năm số ra cùng là 05085. Về vị trí của lô nháy thì ngày hôm nay có cho mọi người thứ nhất là số 47 này. Rồi ở vị trí thứ hai là số 84 và ở vị trí thứ ba là con số 87. Ngày hôm nay anh em nào lựa chọn được ba số này thì quá tuyệt vời rồi. Bên cạnh đó thì ở vị trí lô kép thì có cho mọi người là số kép bằng 44. Và có một cái điểm đáng chú ý nữa, nó nằm ở vị trí đầu lô tô và dây đầu 5 thì ngày hôm nay bị câm. Ok, thì vừa qua mình cũng điểm lại cho mọi người một chút về những cái chi tiết nổi bật của bảng kết quả. Và đối với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì cũng khá đáng buồn khi ngày hôm nay trên kênh chúng ta không được chiến thắng, đúng không ạ? Và không sao đâu tất cả anh em ơi, thì có những ngày thắng thì chúng ta cũng phải có những ngày thua, đúng không ạ? Và mình cá nhân của mình thì mình vẫn sẽ luôn luôn cố gắng để hàng ngày lên cho mọi người những cái đường cầu và những cái con số được chuẩn và chính xác nhất anh em nhé. Và luôn luôn là mong được những cái sự ủng hộ ở tất cả mọi người đang theo dõi video đây để mình có nhiều cái động lực hơn nữa để hàng ngày chia sẻ cho mọi người những cái đường cầu hay và những cái đường cầu chính xác. Và mọi người khi theo dõi trên kênh của mình thì mọi người đừng quên là dành lại cho mình một like video cũng như là đăng ký kênh để mình có nhiều động lực hơn. Bởi vì những cái nút like và những cái nút đăng ký kênh thì nó cũng hoàn toàn miễn phí thôi, đúng không ạ? Và có những cái lời hay là có những cái con số nào mà anh em đang thắc mắc cho ngày mai hay là những cái ngày tiếp đó nữa thì anh em hãy cứ bình luận xuống bên dưới video. Mình nhận được cái bình luận của anh em, những cái thắc mắc của anh em thì mình sẽ phản hồi lại cho anh em ngay anh em nhé. Ok chưa? Rồi, và trước khi được phân tích về những cái đường cầu cũng như những con số để cho mọi người tham khảo vào ngày mai thì sau đây mình xin phép giới thiệu với anh em đôi chút về Zalo. Những ai mà đang xa bờ, đang bị loạn số, cần tham khảo về những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu thông dài hơn, mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình. Thì đến với kênh của mình thì chỉ có một số Zalo duy nhất, đó chính là 0379419207. Và với cái mức phí 500k trong một tuần này thì hàng ngày mình sẽ chốt cho anh em đầu tiên là cặp song thủ lô, tiếp tục là với những cặp xiên 2, đó, những cặp xiên 3, kết hợp với vị trí của dàn đề tứ thủ, kết hợp với vị trí của dàn ba càng. Đó, đây là những con số mà khi anh em liên hệ qua Zalo anh em sẽ nhận được có mỗi ngày. Họ đảm bảo cho mọi người cái tỷ lệ chiến thắng trên tuần. Đối với vị trí của Lô Tô thì một tuần chiến thắng ít nhất là từ 4 cho 5 hôm. Ở tuần vừa rồi thì anh em theo dõi cũng như liên hệ qua Zalo cho mình thì biết rồi, đúng không ạ? Thì tuần vừa rồi thì Lô chúng ta cũng chiến thắng được 4 đến 5 hôm đấy, đúng không ạ? Nhưng mà đề thì cái tỷ lệ nó hơi bị thấp một chút. Đề thì chỉ có duy nhất được một ngày thôi. Đó, thì cũng chia sẻ thật sự với tất cả anh em là đối với dàn đề, dàn ba càng ấy thì khi anh em liên hệ qua Zalo thì mình sẽ đảm bảo cho mọi người một tuần chiến thắng ít nhất là từ 2 ngày trở lên thôi. Đó, anh em nào mà chơi thiên hướng về lô thì anh em liên hệ qua Zalo cho mình là một cái điều hợp lý nhất. Còn đối với cái dàn đề ấy, thì anh em nào mà khi anh em liên hệ cũng như anh em theo dõi trên kênh của mình mà cảm thấy đường cầu nó đã bắt đầu chạy ổn định lại rồi thì anh em hãy tiếp tục liên hệ qua Zalo. Đó, ai mà có Zalo thì có thể liên hệ qua Zalo, còn không thì có thể là nhắn tin hoặc điện thoại trực tiếp qua số điện thoại cho mình là 0379 419 207. Đó, và chắc chắn rồi khi anh em đã tin tưởng mình
thì mình vẫn sẽ luôn luôn cố gắng để đưa cho mọi người vào bờ một cách an toàn và nhanh chóng nhất. Đó, ok chưa? Và đối với những cách chơi của mình thì mình sẽ cố gắng hết mình có thể cùng tất cả anh em. Ok, và đó cũng là số thông báo. Còn bây giờ thì mọi người tiếp tục cùng mình quay trở lại bảng kết quả. Thì mình sẽ đi phân tích về những cái đường cầu cũng như những con số để cho mọi người tham khảo vào ngày mai nhá. Rồi, thì đối với vị trí đường cầu đầu tiên mình chia sẻ cho anh em là về cái vị trí đường cầu Bạch Thủ Lô. Thì ở vị trí đường cầu Bạch Thủ Lô này thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái sự kết hợp của vị trí dãy G1 và vị trí dãy G2. Thì mình sẽ demo cái đường cầu này như sau, bởi vì đây là một cái đường cầu mới. Thì mình sẽ lấy cái ví dụ bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 năm 2022. Mọi người có thể nhìn thấy trên màn ảnh đây. Để nhận định cho ngày hôm sau là ngày 29 thì dãy G1 thì mọi người lựa chọn cho mình. Đó chính là con số thứ hai, được chưa? Thì ở đây nó xuất hiện là con số 1 này. Rồi, tiếp tục đối với vị trí dãy G2 thì mọi người lựa chọn cho mình là con số đầu tiên của bộ số thứ hai. Thì ở đây nó xuất hiện là con số 3. Đó, thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm sau là ngày 29 thì mọi người thể thấy được nó trả về cho ngày là con số 13 nhá. Đó, vậy chúng ta đang liên kết là vị trí bạch thủ thì nó trả về là con số 13, thì anh em có thể thấy được cái đường cầu này nó chạy là dãy G1 trước rồi đến dãy G2. Đó, tức là vị trí dãy G1 làm đầu lô tô, còn dãy G2 làm đuôi lô tô. Đúng không? Đó thì chúng ta đã con số 13. Đó thì đã bảng kết quả mở thưởng ngày hôm sau đã trả về đây. Bạch thủ 13 luôn. Và 31 thì cũng không có luôn, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục vẫn tại cái vị trí này thì bảng kết quả mở thưởng ngày 29 nhận định cho ngày 30 chúng ta sẽ có này, 6 đây này. Đúng không? Tiếp tục bên dưới này thì chúng ta có con gì? Con 8 này. Vậy nếu chúng ta vẫn theo một cái khuôn mẫu theo vị trí bạch thủ từ bên trên xuống bên dưới, dãy G1 làm vị trí của đầu lô tô là con số 6, dãy G2 chúng ta lựa chọn làm về vị trí đuôi lô tô là con số 8. Vậy chúng ta có vị trí là bạch thủ lô 68. Thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì đầu 6 xuất hiện duy nhất một con số thì cũng đã có con số là 68 ở đây. Đúng không ạ? Đó, vậy đường cầu đang chạy khá là hay rồi. Thì nhận định cho ngày mai vẫn tại cái vị trí này. Chúng ta có gì? Dãy G1 ở đây. Chúng ta có gì? Con số thứ hai đúng không? Con số thứ hai này nó là con số 2 luôn. Tiếp tục dãy G2 chúng ta lựa chọn là con số đầu tiên của bộ số thứ hai thì ở đây nó là con số 3. Vậy chúng ta sẽ phân tích như sau. Rồi, dãy G1 chúng ta lựa chọn làm vị trí đầu lô tô là con số 2. Dãy G2 chúng ta lựa chọn làm đuôi lô tô là con số 3. Vậy chúng ta sẽ có bạch thủ lô là 23. Đúng không ạ? Rồi, về vị trí lô tô anh em có thể lưu lại cho mình con số này vào ngày mai. Còn đối với cái vị trí của cặp song thủ lô đánh khung 2 thì ngày mai là cái ngày khung thứ hai, đó chính là cặp 7147, thì anh em vẫn tự tin vào cho mình cặp 7147 cho ngày mai nhá. Đó, nên chính vì vậy thì mình cũng sẽ có luôn cho anh em là hai cái cặp xiên 2. Thì cái cặp 1771 chúng ta kết hợp với vị trí bạch thủ lô thì chúng ta sẽ có cặp xiên 2 thôi. Đúng không? Xiên 2 thì gửi đến mọi người hai cặp luôn. Đầu tiên là con số 23, mọi người kết hợp cho mình với là con số 17. Rồi tiếp tục là mọi người kết hợp cho mình với con số là 23. Mọi người kết hợp cho mình với con số 71. Đó. Vậy xiên 2 thì dừng lại cho mọi người hai cặp số này. Được chưa ạ? Ok. Vậy là những ai mà chơi thiên hướng về vị trí của lô và xiên thì mọi người có thể lưu lại cho mình những cái cặp số và những cái đường cầu này thì mọi người tiếp tục tham khảo cho những ngày sau đó. Được chưa ạ? Ok nhá. Rồi. Đã hoàn thiện cho mọi người ở vị trí đường cầu lô và đường cầu xiên thì tiếp tục mình xin phép chuyển đến vị trí đường cầu giải đặc biệt. Thì ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì cái đường cầu của G5 thì chúng ta đã bắt đầu quay chạy chạy qua trở lại rồi đây. Giải G5 đây. Đó, cái bộ 3 kết hợp với bộ 4 ngày hôm nay đây, con số 8 kết hợp với con số 5 ở đây thì cũng đã hoàn toàn có cặp, đó chính là vị trí của 585 cho vị trí giải đặc biệt ngày hôm nay đây. Đúng chưa? Đó. Rồi. 85 đã trả về đây. Ok. Thì đối với vị trí đường cầu đề ấy, thì ngày mai thì mình sẽ gửi đến mọi người hai đường cầu. Một là cái đường cầu làm trong giải G5, hai là cái đường cầu bóng. Nó cũng sẽ có nhiều cái phân khúc khác nhau. Nên là anh em chơi riêng về đề thì anh em đặc biệt chú ý cho mình là những cái nào nhấn mạnh thì anh em lưu lại cho mình, được chưa? Đó, mọi người phải theo dõi hết sức chú ý này. Rồi, giải G5 thì chúng ta sẽ có hai cái đường cầu nó xảy ra. Cái đường cầu đầu tiên là về của bộ 1 kết hợp với bộ 6. Bộ 1 kết hợp với bộ 6 thì nó sẽ tối giản được khá là nhiều bởi vì nó trùng nhiều mà. 2 với 4 ở đây thì nó lại có 0 và 1. Thế bây giờ chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ có đề này. Được chưa? Chúng ta sẽ có đề như sau, chúng ta có 202, chúng ta có 212. Đó, chúng ta có 404 và chúng ta có vị trí của 414. Đó.
Rồi thì chúng ta chỉ có 4 cặp số duy nhất này thôi. Thì cái vị trí 4 nó đang ra giày, thì bây giờ mình sẽ đưa ra cho anh em đề kết. Đề kết thì chỉ còn hai cặp là 202 và vị trí của 212. Bởi vì 404 và 414 thì cái đợt vừa rồi ấy, thì nó cũng đã xuất hiện là 41 này và cũng 04 luôn đây. Đó, thì có thể là mình sẽ tối giản cho anh em làm về vị trí tứ thủ đề. Và từ vị trí này thì mình sẽ đây, mình sẽ đưa ra cho anh em về vị trí tứ thủ đề thì mọi người nhận biết được. Ở tứ thủ đề thì là cặp 202 và vị trí của cặp 212. Được chưa? Ok. Tiếp tục xuất hiện ở vị trí đường cầu của bộ 3 kết hợp với bộ đây, kết hợp với bộ 3 kết hợp với bộ 4 đây. Thì nó cũng lại tối giản được nhiều luôn, bởi vì nó trùng với ba con số 4 ở đây thì nó đang nghiêng về cái vị trí của chặng 6 ngày mai. Đúng không? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có này, 404 có rồi, mình sẽ không lấy nữa. Có 424 này. Có 484 này. Và vị trí của 494. Đó. Cái loại này thì khả năng là những cái ba cặp số này thì cái tỷ lệ phần trăm nó hơi bị thấp một chút. Thì 6 chúng ta sẽ có là bù lại là 606 này. Chúng ta có 626 này. Chúng ta có 686 và chúng ta có vị trí 696. Rồi, mọi người tập trung cho mình vào cái dàn dưới này. Đó. Tập trung cho mình. Được chưa? Tập trung cho mình vào cái bộ của dàn dưới này. Ok chưa? Rồi, thì những cái gì nhấn mạnh thì mình cũng đã đưa ra cho anh em rồi đấy. Thì tiếp tục mình sẽ phân tích ở vị trí đường cầu thứ hai cho giải đặc biệt. Cái đường cầu này là cái vị trí đường cầu bóng thì mình sẽ phân tích ở ngày mai nữa. Cái đường cầu này thì nếu mà chúng ta bắt với cái dàn nó dao động từ 20 cho đến 30 số thì một tuần nó chạy từ 4 cho đến 5 hôm. Anh em nào mà theo dõi trên kênh của mình thì biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái tỷ lệ dàn nó sẽ hơi bị nhiều. Ở đây 6 trả 1 này, 1 lại trả 6 này, đây đầu nhá, 7 trả 2 và 9 trả 4. 4 thì khả năng thì mình vẫn sẽ tiếp tục bắt ở đây thôi. Đó. Tí nữa lấy đầu với đuôi kết hợp với nhau thôi để cho nó tối giản số nhá. 9 đây trả 4 này, 8 đây trả 3 này, 7 trả 2. 9 đây trả 4 mình lấy 1 thôi. Đây là đuôi đề. Rồi thì bây giờ chúng ta kết hợp giữa đầu và đuôi thì chúng ta sẽ có cái dàn này. Đó, có 1 4 này, 1 4 có rồi đúng không? 1 3 này và 1 2 có rồi. Đó. Thì chúng ta có 6 nữa thì chúng ta có 6 4, 6 3, 6 2 thì có rồi nhá. Đầu 2 thì có 24, 23 và 22. 24 có rồi. 4 thì chúng ta có kép 44 này. 43 này. 42 4 thì có rồi. Đó. Thì chúng ta cũng chỉ có 2 này, 4 này, 6 và 7 số này thôi. Nó cũng khá là ngắn gọn đúng không ạ? Đó. Thì đối với vị trí của dàn đề 40 số thì anh em có thể tham khảo cho mình là bốn cái đầu đề này là đầu 1, đầu 2, đầu 4 và đầu 6. Còn dàn 30 số anh em có thể tham khảo cho mình là ba cái đuôi này là đuôi 2, đuôi 3 và đuôi 4. Được chưa? Rồi, và vị trí của tứ thủ đề thì mình đã đưa cho anh em rồi, anh em nhá. Ok. Và thời lượng của video thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và vừa qua thì mình cũng đã chia sẻ cũng là phân tích cho mọi người đầy đủ về vị trí của lô, xiên và vị trí của giải đặc biệt cho ngày mai là thứ hai của ngày 31 tháng 10 năm 2022. Và mọi người đừng quên là theo dõi video thì mọi người hãy nhớ để lại cho mình một like, bởi vì những cái nút like và những cái nút đăng ký kênh thì nó hoàn toàn là miễn phí thôi anh em nhé. Ok, và xin chúc tất cả mọi người ngày mai chiến thắng rực rỡ, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Xin hẹn mọi người ở buổi tối ngày mai.